Không may nó xảy ra đấy, anh nói thật. Bây giờ các ông Tinh gọi điện thì Tinh những cái ca rất chìa nặng rồi, mình hướng dẫn chân tình ấy, anh em cắt lát mỏng này ra nhá, lát nhà anh em cho vào giã, nhà có điều kiện có máy xay thì cho vào xay xíu bát xong, không thì giã nó hơi mỏi tay tí, cố mà giã, cho mấy viên đá ở trong tủ lạnh vào, không phải là đá đường đâu, để cho nó tạo mát, cho nó uống cho nó trôi, còn lúc bị rắn cắn thì uống nó khó trôi á. Đúng là thật anh ạ. Thế nhưng mà mình không hướng dẫn chúng nó thì anh bảo bây giờ nhá, nó bị rắn cắn đi thì nó cứ gọi đến mình. Nhưng mà nó để cái trường hợp em chưa thấy những cái trường hợp nào mà độc nó không lên đến hết người cả. Thấp nhất là nó chạy đi vẹ vườn đây rồi. Đấy là may lắm thì nó lên đây. Không thì nó vượt qua nó chạy xiên từ bên này sang bên này rồi, sang xuống chân rồi. Còn đúng ra ấy, mình nói thì không ai tin. Thế nhưng mà lúc nó bị cắn thì nó lại gọi đến mình. Thế mình mà không cứu thì anh ấy, mà cứu thì nó mất quá nhiều thời gian của mình. Thật. Bây giờ mình còn phải làm ăn, như không phải là mình không muốn giúp mọi người. Thế nhưng một tháng mà có tầm 3 ca thì tháng đấy là mình chỉ có chết đói thôi, không làm ăn gì được cả, mình nói thật luôn. Ví dụ như ở gần thì mình có thể là lấy thuốc cho anh em gần thì không sao. Thế nó cách mình nó khoảng tầm độ trên 100 cây hay là 200 cây thì anh em bảo chữa kiểu gì. Thế bây giờ bỏ ai thương vương thì tội. Thì biết trường hợp những trường hợp như thế thì mình biết làm như nào đâu. Nhưng mình vẫn cố phải chữa. Cho nên là không phải là mình không muốn chữa giúp người ta đâu, nhưng mà anh em không biết làm ấy, không biết làm thì là gì nhỉ, thì là mình chữa nó lâu lắm thật. Những ca nào nhẹ nhẹ thì cũng đấy là mình nhẹ, nếu bình thường như ở đây mình bị cắn ấy mà trong anh em mà biết cách làm rồi chỉ 3 hôm mà khỏi thôi, hoặc là trong vòng 1 ngày là hết độc. Nhưng mà như mấy anh em mà không biết đi, toàn những 40 ngày, 30 ngày. Thế anh em ở làm 30 ngày, bây giờ đi thì đường thì xa mà gửi thuốc thì mỗi lần thì giỏi được 2-3 ngày. Thì đến bao giờ nó mới khỏi? 40 ngày đấy, cái đường, chặng đường mình đi nó cũng hơi bị gian nan đấy. Nên là hạn chế anh em, hạn chế bị cắn thôi, mình cũng không mong anh em bị cắn làm gì cả. Còn anh em nào cần gọi điện mình vẫn giúp, tử tế luôn. Mình đã không làm thì thôi, mình đã làm thì đến nơi đến chốn, giúp anh em 100% luôn, không tiền thì đi bốc bát về làm giả dần vậy. Nhưng mà nó mà tháng nào cũng thế thì cũng hơi căng. Chào thằng bạn nhá, tôi gọi điện cho ông mấy lần ông toàn mất hút đi, toàn vợ ông nghe, thế thì căng. Còn đúng ra ấy, mình chữa rắn thì nó vì cái tâm không muốn gia đình nó bị rắn cắn ấy, cái sự tang thương mình biết nhiều, không may những người người ta bị chết trẻ ấy, nhìn nói chung là cái nỗi đau của nó sâu xa lắm. Mình không muốn anh em nào phải bỏ mạng với những cái vết độc của con rắn nhỉ. Cho nên là anh em ấy, hãy nhớ theo những cái lời của mình nói chân tình luôn đấy. Đây, cái quả đu đủ này thực ra ấy, đúng ra như này cho gà nó đéo thèm ăn nhưng đừng cho người. Thế nhưng mà một khi ấy, bị rắn độc cắn ấy, thì nó rất chìa tốt. Như cái loại đu đủ này thì chỉ vứt xuống ao cho cá may nó ăn. Nhưng mà anh em, cái đu đủ này, anh em cứ liều làm theo mình, một lần ông nào bị cắn thì cứ liều làm theo mình 100%, mình hứa danh dự là không chết, chết mình đền. Cứ nếu mà trường hợp chết bảo làm bảo gì bảo làm đúng theo cách mình chỉ nhá. Ví dụ nó cắn ở đây, mình hướng dẫn anh em cắn ở đây chẳng hạn đấy. Anh em nhá, cắn tiếp, mình cắn tiếp một cái vết to hơn vết nó cắn để cho máu nó thông ra. Ví dụ nhá, cắn vào đây nhưng mà mình phải hướng dẫn từ hướng dẫn từ đầu luôn, từ cái bước đầu tiên và sau với cái mức đắp đủ nhá. Anh em bị cắn ở đây nhá, anh em phải nhanh nhanh tay, anh em buộc ở đây đầu tiên này, một phát buộc ở trên này nhá. Buộc ở chỗ này. Hai anh em buộc ở chỗ này, buộc 2 phát cách nhau khoảng tầm 15 phân, trên tầm 15 phân trở ra.
thì sau bắt đầu anh em nhanh tay vào. Lúc đấy thì là nó vẫn chưa đau, có thể vẫn xử lý được. Thì là vẫn xử lý được, là vẫn là ok. Anh em đắp vùng tròn, anh em hút hút cho mình làm đến tầm độ hút cho lấy mồm hút khoảng 4-5 lần gì đấy. Lúc đấy ở rừng thì chưa có cái gì đắp. Anh em lấy nắm cỏ to à, nhá, nhuốt nhuốt cái nước cỏ đấy cho mình. Cỏ gì cũng được, cái cỏ lá ba cạnh hay là cỏ gì ở rừng hoặc là có cái cây gì đấy cũng được, nó cũng có thể hút được độc ra, vì là cái nhựa cây của nó giải độc cũng rất, cái cây gì cũng được. Cho nên là anh em ấy, anh em nhớ lời mình nói, khi không may bị rắn cắn, còn hoặc là anh em chia sẻ cho mọi người không may bị cắn, ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên là gì, những cái cuộc gọi mà nó nằm ở trong bệnh viện mà nó tinh, kiểu như là tỷ lệ là hôm nay gọi nhưng mà đêm nó đã chết rồi thì không ai cứu được đâu. Mình còn gì nhỉ, mình còn chưa cả nhìn thấy người vết cắn như thế nào nhưng mà gọi lại nó đã chết rồi thì ai mà cứu được. Cho nên là anh em cố nhớ những cái lời mình nói về rắn độc. Con rắn này thực ra ấy, nó cắn ấy, anh em mà biết chữa ấy, thì nó rất chia dễ rồi. Đúng là chỉ vài cái lá vớ vẩn ấy nó cũng khỏi. Nhưng mà người không biết thì anh em mà đi viện ấy, đi viện thì nó phải đem đi truyền huyết thanh này, truyền đủ các loại này. Nó phải đem đi xét nghiệm là cái độc gì này, cần huyết thanh gì này. Cái thời gian đấy thì độc nó chạy quanh người rồi. Mình nói thật, cái thời gian anh em mà đi viện thì nó chạy quanh người rồi, không hề đơn giản. Mà nhất là cái loại hàng nong nia bây giờ lại chưa có huyết thanh độc trị. Mới có hàng huyết thanh bây giờ mới có đẩy, gọi là bây giờ đẩy độc rắn là ra khỏi cơ thể mới có 60%. 60% vẫn còn 40% độc. Bạn nhắn tin cho mình sẽ chỉ cách bẫy hết sạch luôn. Mình hứa danh dự luôn. Con nào thò vào phát chết ngay, không sót con nào. Mình cũng, nếu mà nó ảnh hưởng, nói chung là nó ảnh, cứ nói là nhà nước là bảo tồn những cái con vật, nhưng mà có nghĩa là phải không ảnh hưởng gì đến tính mạng của người dân. Chứ cái loại mà cứ ảnh hưởng đến người dân của mình ấy, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân ấy, thì là cứ phải tiêu diệt. Nói thật, chả có cái gì mà quan trọng bằng tính mạng của con người cả. Cái con vật làm sao mà bằng con người được, đúng không anh em? Mình nói thật luôn đi, làm gì có chuyện các ông ấy, chính phủ ra luật nhà nước là chỉ có khuyên là anh em không được vào rừng cấm săn bắt. Chứ bây giờ anh em bảo bây giờ nó vào nhà nó cắn người, các ông không đập chết thì mới là lạ. Mình không lên rừng mình săn bắt là được. Còn ấy, nó ở nhà mình, gái bây giờ săn bẫy nó khó lắm, bọn ấy rắc thính nó không ăn làm nào được. Chứ còn gì nhỉ, anh em bảo bây giờ nhà nước thì đúng ra là họ ra những cái luật bảo vệ động vật nó cũng gần tuyệt chủng rồi, nhưng mà tùy con thôi. Chứ anh em bảo như cái dòng hổ mang này thì đến một thất thì nó tuyệt chủng, nó nở ra 10 con thì nó sống được cả 11 con ấy thì bao giờ nó đã tuyệt chủng. Mà nó đẻ từ lúc bằng cái ngón chân, nó đến lúc nó bằng cần này, nó đẻ ra khoảng tầm độ 1.000 con. Thì 1.000 con, cái con nó đẻ đầu tiên nó lại bắt đầu được đẻ rồi, thì bao giờ nó mới tuyệt chủng? Chẳng qua là người mình bắt nó thì nó mới tuyệt chủng thôi. Mà người thì có mấy khi hỏi là có mấy ông có bản lĩnh để bắt con rắn này lên. Bắt nó, chữa bắt nó đã cắn nhau rồi. Trường hợp nó đang đẻ, con rắn nó đang đẻ, anh em đi qua nó cũng đuổi nó cắn rồi. Chứ không phải là anh em bảo là tôi phải bắt nó mới cắn. Những trường hợp rắn cắn nhé, đi làm nương hay làm dẫy, không may cứ nhìn thấy nó cũng đuổi nó cắn. Chứ không cứ gì là con rắn mà anh em phải bảo là phải bắt nó mới cắn đâu, không có đâu. Nó nhìn thấy động đậy hoặc là nó cảm thấy là không có sự an toàn đối với nó cũng đuổi nó cắn. Cho nên là bảo là tôi không đi bắt rắn thì mấy khi bị cắn. Hoặc là những cái người mà không biết ấy, thì đây mình hướng dẫn này. Con rắn đầu nó hoa hoa như thế này,
cứ đầu nó hoa kiểu như thế này thì là hoặc là nó có độc, đầu hoa đầu nó to. Còn những cái loại dòng như giáo mẹ đầu nhỏ người dài chỉ có rắn xanh mới là rắn độc thôi, hoặc là cái màu cũng kiểu kiểu như này, khô khô mọc hay gì ở trong miền Nam ấy. Chứ còn không phải là gì nhỉ? Còn anh em bị rắn cắn ấy, mình hứa danh dự không ai dám làm theo mình đâu, thật mình nói, mình mới nói thôi, nhưng mà đúng ra không có mấy người đủ bản lĩnh để khi nhái quả đủ rồi đắp vào cái vết cắn đấy cả. Anh em bị cắn ấy thì nhớ cho mình một điều, hổ mang cắn anh em, cái điều đầu tiên cứ lấy quả đủ anh em đắp vào là ok. Đấy kia vô đi chưa? Đấy là chỗ bên nào này? Ok luôn. Đu đủ rồi này anh em, nhưng mà phải xanh ơ, chín này không được. Nãy mình tưởng xanh nhưng mình bổ ra nhưng mà nó chín rồi. Đây này, lấy quả xanh xem. Nó chạy trong ấy đây. Đây anh em cắt này, anh em xay à. Nóng lắm. Ở em đang nóng lắm, ngày tắm mấy lần vẫn nóng. Sao dã ra đắp vào nó ok. Được rồi, cắt gần đi. Được. Thì em có làm gì đâu, nóng thôi anh. Rắn là chân này. Em chào anh Lê Tú nhỉ. Ở đây nóng cực. Có gì đâu mà run. Nói chung là gì nhỉ? Đây là mình hướng dẫn nốt một lần này, hướng dẫn lại nhá. Đây là nó bị cắn ở chỗ này chẳng hạn thế. Anh em đưa mồm một hút. Hút vào đây à. Hút vào cái vết cắn đấy. Sau lấy răng cắn nhẹ nhẹ gậy gậy ra, nó khoảng tầm độ nói chung là phải cắn. Nhưng anh em phải galo vào đây. Anh em cứ buộc từ đây nhé. Nó cắn ở đây, anh em buộc chặt lên đây, sau buộc phát ở đây là không chết rồi. Anh em buộc như thế là khẳng định là không chết. Chỉ đau thôi, chỉ đau ở chỗ này thôi, nó không đau ở trên đâu. Xong lấy lá cỏ đắp. Lúc đấy làm gì có đu đủ mà đắp. Sau thì đi về điện ngoài đấy, anh em phải đi thiết kế nhanh một quả đủ là ok mà.
Rắn thì nó bình thường mà, cho nó đi ngủ rồi. Anh em buộc thì không nên buộc chặt quá. Anh em buộc thì anh em galo ấy, galo thì buộc từ lấy vải buộc hoặc là lấy áo buộc chặt vào. Nếu mà vải thì phải thắt chặt. Nếu buộc bằng dây chun thì chỉ có lỏng lỏng thôi, vì dây chun nó có sự co bóp này. Anh em buộc vào phát là nó bóp vào nhầy luôn. Nếu mà em giằng chặt nhá, bây giờ không bị cắn, anh em buộc vào cụt bố tay. Cái gân của mình nó đang bị tổn thương, cho nên là anh em không được kéo và anh em không được buộc chặt hết cỡ được. Không làm sao bạn nhé. Cái vết cắn ấy, cái độc rắn ấy thì nó phải đi sâu vào trong xương tủy thì nó mới đẩy được lên. Khi nó bơm cái độc rắn vào đây này, khi nó cắn ấy thì nó nhấn vào tận trong xương, bắt đầu nó bơm. Nó có cái ống kiểu như là phun độc ấy, chứ không phải cái răng của nó có độc đâu. Khi nó cái vết răng của nó là bình thường, anh em hiểu không? Khi nó cắn thì nó có cái phun. Còn nha, chân tay mình sứt để ok, nó phun cả phun vào mắt mình nó cũng không mù được cơ mà. Em chào anh Vũ Duy Anh nha. Còn gì nhỉ? Còn rắn hổ mang này cắn lấy đu đủ đắp là không chết. Cái vòng cổ này hơi bị to đấy. Cái vòng cổ này to lắm. Cái vòng cổ ấy đem đi đấu giá nhưng không ai dám đeo. Ok, mình chuyên về hàng tự nhiên thôi. Con này 1,8 kg. Mình đúng là đầu dạo này nó đang ngu. Đi đang khi học nhiều quá, đầu nghĩ nhiều nó đang bị loạn này. Nó ngủ rồi đây. Nó vẫn co lên nó ngủ rồi. Nó chuyên ngủ kiểu như thế là cây ấy. Nó lấy cổ mình là cây, đầu ngóc lên ngủ rồi. Có làm gì có rắn độc nào bảo không có độc. Con rắn nào nó sinh ra từ trong trứng thì nó chưa có độc. Nở ra khỏi cái vỏ trứng đấy trong vòng ngày thứ hai là có độc rồi. Cắn con gì chết rồi. Thì không ai lấy được hết độc của nó. Cái độc của nó ở đây. Con này nuôi được 2 hôm rồi, 3 hôm rồi. Nếu mà tính đến bây giờ là 3 ngày rưỡi rồi. Bắt được là hôm kia. Hôm kia gì, chiều hôm kia 3, 4, tính hẳn cho 4 hôm như lịch sự. Hôm nay bắt được một đôi rồi mà. Mình có làm gì đâu mà tội. Mình không hành hạ, mình không đánh nó, mình không làm gì đó cả.